hợp cùng với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tập đoàn Hoa Sen tổ chức một giải đấu thường niên rất là uy tín, chất lượng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời rất bổ ích cho bóng chuyền nữ Việt Nam, đó là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Giải đấu này chỉ còn 4 ngày nữa sẽ khởi tranh tại Hải Dương, sẽ diễn ra từ ngày 8 cho đến ngày 15 tháng 7 tới đây. Và sáng ngày hôm nay tại Đài Truyền hình Việt Nam thì ban tổ chức đã tổ chức buổi họp báo để công bố về giải đấu năm nay. Trong buổi họp báo diễn ra sáng nay, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017, cùng các thành viên trong ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi của các cơ quan truyền thông. Trong lần thứ 14 được tổ chức, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 sẽ có sự tham gia của 7 đội bóng. Đây cũng là năm đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ quốc gia tham dự giải. Tôi nghĩ rằng là đội tuyển trẻ là một yếu tố rất bất ngờ và rất là quan trọng, bởi vì là trong suốt nhiều năm tổ chức thì tôi cũng đưa ra nhiều ý kiến với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về việc là triệu tập thêm một đội tuyển trẻ tham dự. Với lý do tại sao tôi nghĩ rằng là trong rất nhiều lần mình tổ chức thì Trung Quốc luôn luôn cử hai đội sang tham dự và họ đã thu được rất nhiều những cái kinh nghiệm qua giải đấu này. Thì tôi thấy rằng là nếu chúng ta chỉ có một đội tuyển quốc gia thì rất là phí, và tôi đã đề xuất với đồng chí Trần Đức Phấn rất nhiều lần. Và năm nay thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ủng hộ cho bóng chuyền trẻ cũng như là ủng hộ cho VTV là tập trung thêm một đội tuyển trẻ, và tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Mấy em cũng rất là bỡ ngỡ ạ, cũng rất là mong chờ, rồi cũng hay nói chuyện với em, cũng bảo là chị ơi, không biết năm nay thì như thế nào, không biết bọn em đầu tiên tham gia thì có áp lực hay không hay như nào đó. Em cùng với tất cả các em trẻ thì cũng đặt mục tiêu là cố gắng hết sức mình ạ, cọ sát và học hỏi kinh nghiệm. Do giải có sức hút lớn, trong khi sức chứa tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương chỉ là 2.200 chỗ ngồi, nên ban tổ chức địa phương đã có những phương án khác để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả. Chúng tôi cũng sẽ cho lắp 4 màn hình LED ở phía bên ngoài nhà thi đấu để cho đông đảo nhân dân đến đấy có thể được theo dõi trực tiếp trận đấu qua những cái màn hình LED lớn đấy. Năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư những công nghệ truyền hình mới nhất để phục vụ tốt nhất cho khán giả hâm mộ trên cả nước. Còn đối với đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, giải sẽ là sự chuẩn bị tích cực để hướng tới SEA Games 29 và cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Vâng, như quý vị và các bạn vừa thấy thì trong buổi họp báo công bố về giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 thì có sự tham dự của rất đông đảo các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo đài trung ương và địa phương tới đưa tin. Và điều này một lần nữa khẳng định cho thương hiệu, chất lượng, uy tín cũng như là sự lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu tới giới truyền thông, tới người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Những thông tin về giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 cũng như là tình hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu chắc chắn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Và để đáp ứng lại nhu cầu đó thì trong bản tin tối ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay của 360 đội thể thao cùng những đội thể thao, một gương mặt mà tôi tin rằng là rất nhiều những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam rất là yêu mến. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị đang có mặt trong trường quay của chúng tôi vào lúc này là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Khoa. Vâng, trước tiên xin được thay mặt những người làm chương trình cảm ơn Ngọc Khoa đã bớt chút thời gian rất là quý báu của mình, đáng nhẽ là giờ này nghỉ ngơi để chuẩn bị lượt tập đúng không ạ, nhưng mà vẫn đến đây để chia sẻ thông tin cùng chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được hỏi Ngọc Khoa. Ngọc Khoa là người đã trực tiếp tham gia trong cái buổi họp báo về giải đấu diễn ra vào sáng nay tại Đài Truyền hình Việt Nam. Thì khi tham gia vào cái buổi họp báo này thì Ngọc Khoa có thực sự cảm thấy cái sức nóng của giải đấu hay xưa và đã thực sự háo hức chờ đợi là sẽ được bước ra sân thi đấu chưa? Đối với riêng Hoa thì không phải là sau cuộc họp báo hồi sáng này thì Hoa mới nôn nao và náo nức chờ cho giải đấu mà diễn ra. Ngay từ lúc tập trung đội tuyển thì được vài hôm thì Hoa đã thấy được cái sức nóng của cái giải đấu này rất là nhiều. Năm nay là lần thứ 14 đúng không ạ? 13 năm rồi. 13 năm Hoa đã tham gia VTV Cup và Hoa rất là vui khi mà mình được tham gia cái giải đấu như thế này. Đã tham gia rất nhiều ở những kỳ bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup thì cá nhân Ngọc Khoa cảm thấy là cái giá trị của giải đấu này là như thế nào đối với sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam nói chung và bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng? Với cá nhân Hoa thì Hoa thấy đây là một giải đấu rất là uy tín và được rất là nhiều người hâm mộ cũng như là các mạnh thường quân quan tâm, và Hoa thấy nó là một giải đấu để cho, thứ nhất là cho đội tuyển được cọ sát rất là nhiều với đối thủ mạnh, và thứ hai là làm một cái nền tảng cho đội tuyển có thể chuẩn bị tốt cho những cái giải đấu mạnh hơn, chẳng hạn như SEA Games. Nó là một cái bước ngoặt để cho Hoa và đội cố gắng hoàn thiện tốt hơn ở cái VTV Cup để cải thiện những cái gì mà mình không làm được
để chuẩn bị tốt cho cái giải đấu lớn hơn. Vâng, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 này có rất nhiều những đối thủ mạnh, các đội bóng tới từ các nền bóng chuyền phát triển hàng đầu của châu lục cũng như của thế giới, các đội bóng tới từ Trung Quốc này, tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, và bên cạnh những đối thủ rất mạnh trong khu vực Đông Nam Á như là các đội tới từ Thái Lan và Indonesia, thì bản thân cá nhân Ngọc Hoa và các thành viên đội tuyển có đặt ra những cái mục tiêu của gì cho mình ở cái giải đấu này không? Với riêng cái nhân Hoa thì khi mà được ra sân thi đấu thì Hoa sẽ chơi hết sức mình và cống hiến hết sức mình của mình, khả năng có thể. Và cái mục tiêu mà Hoa cũng như chắc có lẽ là toàn thể cái đội tuyển quốc gia Việt Nam đặt ra cho mình là cố gắng chơi hết sức mình và phấn đấu để có thể chơi đến trận chung kết. Phấn đấu vào trận chung kết, và tất nhiên rồi, mặc dù có thể không nói ra thôi nhưng mà chúng ta cũng rất là hy vọng là sẽ có được ngôi vô địch, đúng không ạ? Vâng, năm nay là lần thứ 14 giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức. Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên có một nét mới, đó là có hai đội tuyển bóng chuyền của Việt Nam tham gia. Ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thì còn có đội tuyển nữ trẻ quốc gia nữa. Thì việc mà có những cái lứa đàn em tham dự cùng giải đấu nó có tiếp thêm một cái chút động lực gì để cho cá nhân Hoa cùng với các đồng đội sẽ cố gắng nỗ lực hơn để cho các đàn em của mình học hỏi không? Như trước đây thì chỉ có một đội tham gia thi đấu thôi, năm nay thì lại được hai đội, có đội trẻ nữa, thì mình thấy nó cũng là một cái rất là hay, và nó cũng làm cho có thể là đội tiến một nó sẽ chững chạc hơn và cố gắng thi đấu tốt để cho các em nhìn thấy và học hỏi ở các chị của mình qua từng trận đấu, từng xét đấu, đó cũng là một cái rất là tốt để cho các em nói riêng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tham dự cuộc họp báo công bố về giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 diễn ra vào sáng nay tại Đài Truyền Việt Nam, thì đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã cùng với các đồng đội và những người thầy của mình quay trở lại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ chính thức được khởi tranh tại Hải Dương. Và đương nhiên trong những ngày này thì đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam vẫn đang tích cực từng ngày tập luyện và hạn chế tối đa những điểm yếu cố hữu của mình để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ VTV Cup lần thứ 14. Những bài tập để hạn chế tối đa các điểm yếu của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia cũng đã được toàn đội tập luyện hàng ngày theo một giáo án khá nặng. Bên cạnh đó, khung đội hình chính thức cũng như các vị trí dự phòng cũng đã được ban huấn luyện thử nghiệm trong những buổi tập gần đây. Chúng tôi cũng đang cố gắng tập những cái bài tập phối hợp đội hình để cho nó nhuần nhuyễn, để các em vào thi đấu nó được tốt hơn. Mình sẽ sử dụng một cái phần là các chị lớn về mặt kinh nghiệm trận mạc trong thi đấu sẽ kìm cặp các em trẻ. Do đó chúng ta phải hòa chung với nhau giữa lớn với nhỏ. Theo kế hoạch, 2 ngày nữa, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia sẽ di chuyển xuống Hải Dương và có buổi tập trong buổi chiều cùng ngày tại nhà thi đấu của tỉnh. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ sẽ có 2 ngày làm quen với sân đấu trước khi bước vào tranh tài ở trận đấu đầu tiên gặp các cầu thủ của đội Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vào ngày 8 tháng 7. Vâng, chúng ta vừa được đến với một buổi tập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị hướng tới giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Và sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay để trò chuyện cùng với đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa về sự chuẩn bị của đội tuyển cho giải đấu. Vâng, Ngọc Hoa, có một điều mà tôi cùng với quý vị khán giả rất là thắc mắc, rằng là ở thời điểm mà chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra SEA Games thì huấn luyện viên người Nhật Bản ông Irisawa lại bất ngờ xin thôi nhiệm vụ của mình ở đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, và cái điều này nó có gây một sự xáo trộn gì đó về mặt tâm lý đối với Ngọc Hoa cùng với các đồng đội hay không? Khi mà Hoa ra đây tập trung cũng được khoảng 2 tuần rồi thì Hoa cũng rất là ngạc nhiên. Chắc có lẽ không phải riêng Hoa mà tập thể đội tuyển Việt Nam. Khi mà người thầy của đội tuyển là chuyên gia người Nhật đã không cùng đội tuyển tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games thì đó cũng là điều rất là đáng tiếc, và cũng là một cái gì đó nó làm cho đội tuyển rất là hụt hẫng khi mà những cái giải đấu rất là quan trọng nó cận kề rồi. Nhưng mà các chị em cũng đã rất là cố gắng là tự động viên nhau, thì bây giờ cũng đã lớn rồi thì tự khắc phục những cái gì mà sai sót hay là những cái điểm yếu gì đó.
mà không có người thầy ở bên cạnh để chỉ dạy thì tụi Hoa cũng sẽ cố gắng khắc phục được. Vâng, tôi được biết là ngay sau khi ông Irisawa thôi không làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nữa thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã lựa chọn ông Nguyễn Quốc Vũ là người thay thế để dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thì qua chương trình ngày hôm nay, Hoa có thể cho mọi người được biết rằng là cái quá trình luyện tập, những giáo án và phương pháp luyện tập của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ so với ông Irisawa có cái điểm gì chung và điểm gì khác biệt hay không? Với Hoa thì thầy Nguyễn Quốc Vũ cũng không xa lạ gì đối với Hoa, tại vì thầy cũng là người thầy của câu lạc bộ của Hoa. Khi mà thầy tiếp nhận đội tuyển làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam thì rất là, cũng nói chung là rất là thông cảm cho thầy, vì thứ nhất là thời gian không có, thứ hai là thầy cũng phải cân đo lực lượng giữa hai đội hai tuyến, và bên cạnh đó thì thầy cũng phải khắc phục những cái điểm mà đội tuyển Việt Nam từ trước tới giờ rất là yếu. Và tụi Hoa cũng rất là thông cảm cho thầy và cũng cố gắng hoàn thành tốt những cái giáo án của thầy đưa ra, mặc dù nó cũng có một cái gì đó khác với lại chuyên gia người Nhật. Và một câu hỏi cuối cùng rất nhanh thôi ạ, liên quan tới về mặt lực lượng. Trước thềm của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 này thì bóng Hoa có thể cho mọi người được biết rằng có cái tình hình chấn thương nào xảy ra đối với những trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hay không, và liệu có kịp bình phục cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2017 hay là sau đó là SEA Games 29 hay không? Đối với chấn thương thì chắc Hoa nghĩ là tất cả các vận động viên nào chơi đỉnh cao hoặc là chơi chuyên nghiệp thì đều mắc phải. Mặc dù là không có thể là may mắn là nó sẽ nhẹ thôi, nhưng mà nó cũng để lại cho mình một cái cản trở nào đó trong cái đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà Hoa cũng hy vọng là tất cả các chị em nếu như có chấn thương... Hiện tại có ai đang bị chấn thương nặng không? Hiện tại bây giờ thì có chị em Bùi Thị Nga cũng đang trong quá trình hồi phục. Và hy vọng là sẽ hồi phục nhanh để kịp thời thi đấu cùng với các đồng đội ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 và quan trọng là SEA Games 29 đúng không ạ? Yeah. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn Ngọc Hoa đã đến tham dự chương trình của chúng tôi và mang tới rất nhiều những thông tin thú vị. Chúc Ngọc Hoa cùng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu thành công ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 và thưa quý vị và các bạn, bản tin 360 độ thể thao cùng nhịp độ thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi sẽ còn trở lại trong giây lát.